Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh YouTube Tử Vi Cuộc Sống. Hùng Park là kênh chuyên cung cấp những thông tin tham khảo về tử vi, phong thủy và các vấn đề tâm linh trong cuộc sống. Từ đó giúp quý khán giả có thêm những hiểu biết để vận dụng trong cuộc sống cũng như công việc, tránh các điều xấu, đón vận cát lành. Kính chúc quý vị vạn sự may mắn, bình an. Hãy bấm nút đăng ký kênh, lượt thích chia sẻ video và để lại bình luận ủng hộ nhé. Chân thành cảm ơn mọi người. Tử vi tuổi Bính Tuất 1946 năm Mạc năm 2025. Xem tử vi tuổi Bính Tuất 1946 năm Mạc để biết trước vận trình của mỗi người trong ngày có biến động ra sao. Khó khăn chỉ là chướng ngại vật trên đường đời nhắc nhở ta rèn giũa ý chí, thêm vững vàng trước phong ba bão tố để trưởng thành vững vàng hơn. Đức năng thắng số, không trốn chạy khó khăn mà đi xuyên qua nó để chuyển hung thành cát, buồn thành vui. Tổng quan tử vi tuổi Bính Tuất 1946 năm Mạc năm Ất Tỵ 2025. Bính Tuất năm Mạc sinh năm 1946 hay còn được gọi là tự miên chi cầu, tức là chó đang ngủ, người này có lá số là Dương Nam. Cùng mệnh Ly Hỏa, xương con chó, tướng tinh con trâu, con nhà Huỳnh Đế, phú quý. Bính Tuất nạp âm hành thổ, ốc thượng thổ, do can bính, cộng hỏa, ghép với chi tuất, cộng thổ. Ta có hỏa sinh thổ, tức là can sinh chi, nạp âm và can chi tương hợp ngũ hành, vì vậy, Bính Tuất có căn bản vững chắc, có tài, hay gặp nhiều may mắn, nhất là thời tiền vận và trung vận. Nếu ngày sinh có hàng can giáp ất hay mậu kỷ, sinh giờ sửu mùi thì còn được hưởng thêm phúc đức của dòng họ. Bính Tuất thân mến, nhu cầu hay mong muốn được hạnh phúc luôn là khát vọng lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người, mỗi việc làm hàng ngày dù nhỏ hay lớn, mỗi ước mơ. Khát vọng trong đời người đều hướng đích đến là hạnh phúc. Người mong có được vật chất đầy đủ, người mong có được tri thức sáng tạo, hiểu biết sâu rộng. Người mong có được một người bạn tốt hay đơn giản là mong còn được sống trên cõi đời này. Nhưng điều gì làm cho quý vị hạnh phúc khi về già? Đó có phải là thân thể khỏe mạnh, không ốm đau, bệnh tật, con cháu ngoan ngoãn, gia đạo ấm êm? Bính Tuất năm Mạc đã trải qua quá nửa đời người vất vả bon chen với đời. Và bây giờ là thời điểm để quý vị hưởng thụ những thành quả nỗ lực suốt đời của mình. Vì vậy mà Bính Tuất hãy chuẩn bị cho tuổi già của mình bằng một cơ thể khỏe mạnh, những hoạt động có ý nghĩa. Để những năm tháng sau của cuộc đời mình được an yên, thảnh thơi nhé. Xét về địa chi, Tuất gặp Tỵ không xung phạm, mọi phương diện trong cuộc sống đều bình ổn, không gặp vấn đề gì. Bản mệnh có tâm lý buông xả, không ôm đồm việc của con cháu trong nhà nữa, sống chủ yếu cho bản thân mình. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Ất Âm Mộc là chính ấn, nhờ sự trợ giúp của chính ấn. Bính Tuất 1946 năm Mạc có thể giải tỏa năng lượng, tìm thấy sự hòa hợp nhất định với mọi người. Bản mệnh hoàn toàn thảnh thơi khi được nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già bên con cháu. Năm 2025 Ất Tỵ, trong địa chi Tỵ đã ẩn chứa can Bính Hỏa, canh kim và mậu thổ. Bính gặp Bính là tỷ kiên, tỷ kiên đem đến cho người năm Mạc Bính Tuất sự cô lập với mọi người. Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này, bản mệnh sẽ thấy mệt mỏi và bức bối. Bởi vậy hãy mở lòng mình, đón nhận sự quan tâm, săn sóc từ con cháu trong nhà. Để những ngày tháng sau của cuộc đời thật hạnh phúc và vui vẻ. Bính gặp Mậu là thực thần đem đến cho nam Mạc Bính Tuất may mắn về mặt tài lộc, có lộc ăn uống, tiền bạc dồi dào. Đó chính là thành quả cho những công sức, nỗ lực mà quý vị đã bỏ ra suốt thời tuổi trẻ. Bính gặp Canh là thiên tài giúp bản mệnh có một túi tiền rủng rỉnh trong năm nay.
Mặc dù tuổi đã cao nhưng gia chủ vẫn có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Không chỉ có lương hưu, tiền tiết kiệm mà còn là lợi nhuận từ việc đầu tư trước đó. Hay có những người về quê trồng trọt tìm lấy bình yên qua ngày nhưng cũng có thu nhập từ đó. Xét về sau hạn, tuổi Bính Tuất 1946 năm mạng năm 2025 80 tuổi, gặp hạn sao Thái Âm. Đây là một cát tinh. Hóa khí là Phú và Tài Bạch, chủ cung Điền Trạch. Tiền tài của sao Thái Âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao Thái Âm thuộc thủy, là tinh túy của nước. Sao Thái Âm rất tốt cho phụ nữ. Nam giới Bính Tuất được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc, thế nên sao Thái Âm còn được gọi là tài tinh. Tuy nhiên, những người gặp sao này kỵ nam gặp bệnh tật vào tháng 11 âm lịch. Xét về niên hạn, Bính Tuất 1946 năm mạng năm 2025 gặp hạn Diêm Vương. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ. Tuy nhiên, đây là niên hạn xấu nên nam mệnh Bính Tuất cũng cần hết sức cẩn thận những việc liên quan đến giấy tờ, ký tá, phá luật, kẻo mang họa vào thân. Ngoài ra, những người nam mạng Bính Tuất bị đau yếu gặp hạn này nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Lưu niên suy lại thêm tử phù nhập mệnh khiến cho người tuổi Bính Tuất nam mạng trọng năm nay suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Điều này rất không tốt, nhất là với người già. Bản mệnh cần suy nghĩ tích cực hơn, việc của con cháu hãy để con cháu lo. Việc của mình bây giờ là khiến cho mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ, ăn ngon, ngủ kỹ để cơ thể luôn khỏe mạnh. Có vậy thì phần sau của cuộc đời mới nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Từ các mối quan hệ thiên can, địa chi, ngũ hành thấy rằng, năm 2025 bình ổn với Bính Tuất 1946 năm mạng, nhất là về tài lộc. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm, chủ yếu do quý vị lo lắng, suy nghĩ nhiều. Năm nay, bản mệnh đã bước sang tuổi 80, đã thuộc nhóm những người rất cao tuổi. Nên sức khỏe suy giảm đi rất nhiều. Bản mệnh đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống, có người còn đi qua bom đạn. Tham gia vào các cuộc chiến lớn của dân tộc nên thời gian tuổi già này càng cần làm cho nó có ý nghĩa hơn vì sự hy sinh thời trẻ. Bởi vậy, nếu quý vị cứ luôn lo lắng suy nghĩ quá sẽ khiến cho ăn uống kém ngon miệng, ngủ cũng không được an giấc. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho sức đề kháng giảm sút. Kéo theo đó là hàng loạt bệnh tật phát sinh. Vì thế, muốn khỏe mạnh trước tiên Bính Tuất nam mạng phải điều chỉnh tâm trạng của mình. Giữ tinh thần vui vẻ lạc quan thì mới có được sức khỏe tốt để vui vầy bên con cháu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân dần ngọ tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân. Quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Và kim bài thái tuế để hóa giải thái tuế năm 2025. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm. May mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Vận hạn tuổi Bính Tuất 1946 năm mạng cụ thể từng tháng 5 năm 2025 tháng 1 năm 2025 âm lịch. Lưu niên nhập mệnh tuyệt tác động, cuộc sống của bản mệnh trong tháng đầu năm nay có nhiều sự xáo trộn. Chủ yếu bởi sức khỏe không được tốt, phải đi viện, gặp thầy gặp thuốc nhiều. Lại thêm kình dương hung tinh chủ về tai nạn, thương tật cản trở nên tháng này. Bản mệnh cần chú ý rất nhiều đến sức khỏe cũng như việc đi lại của mình,
tránh những tác động tiêu cực từ tâm lý đến sức khỏe tinh thần. Tuổi già phải vui vẻ mới sống lâu. Mặc dù có lực sĩ chiếu mệnh nhưng chủ yếu đều do mình mà ra. Tháng này vừa có thiên đức lại có phúc đức nên cuộc sống Bính Tuất năm mạng phúc nhiều, gặp hung hóa cát. Bởi vậy nên cứ lạc quan. Vui vẻ thì bệnh tật ắt sẽ hết thôi. Tháng 2 năm 2025 âm lịch, tháng Kỷ Mão, lưu niên nhập mệnh lâm thai tác động như lời nhắc nhở Bính Tuất 1946 năm mạng chớ nghe. Tin theo những lời ngon tiếng ngọt của người khác mà vung tiền đầu tư, kẻo không có thêm tiền mà còn mất hết đấy. Tuổi này, bản mệnh chỉ cần chú ý, để tâm đến sức khỏe của mình thôi, tiền bạc, danh vọng đều không còn quan trọng nữa. May mắn khi tháng này có bác sĩ trong mệnh nên Bính Tuất nam mạng không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe. Nếu có cũng chỉ là ốm vặt do thời tiết. Không có gì đáng lo ngại. Tháng 3 năm 2025, tháng Canh Thìn, lưu niên dưỡng nhập mệnh cho thấy tháng này bản mệnh rất nhiệt huyết, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động trong câu lạc bộ tuổi già. Thăm nom bạn bè, quan tâm, chăm sóc đến công việc, đời sống của con cháu, tạo được mối quan hệ hài hòa. Chính bởi vậy nên dù hung tinh Đà La xuất hiện cũng không làm cản trở được tinh thần hăng hái của quý vị đâu. Tinh thần tốt như vậy nên sức khỏe của nam mạng Bính Tuất cũng được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên quan phủ nhắc nhở Bính Tuất nam mạng trong tháng này đừng dây dưa đến các công chuyện liên quan đến giấy tờ, pháp luật. Cũng đừng đứng ra ký tá thay ai, kể cả là con cháu trong nhà. Tác động của hung tinh này không hề nhỏ nên nếu không biết mà tránh thì sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Tháng 4 năm 2025, tháng Tân Tỵ, lưu niên trường sinh nhập mệnh. Lại thêm thực thần soi dõi giúp mang tới nhiều may mắn và sự hanh thông về tiền bạc cho Bính Tuất năm mạng trong tháng này. Các dự án đầu tư trước đó đều thu về lợi nhuận lớn. Tiền bạc dùng rỉnh chi tiêu, thậm chí giúp đỡ được con cháu trong nhà nữa. Sự xuất hiện của phục binh và thái tuế trong mệnh như lời nhắc nhở năm mạng Bính Tuất trong tháng cần chú ý đồ đạc kẻo mất trộm cắp, ra ngoài đem theo ít tiền phòng thân là đủ rồi. Nếu muốn đầu tư vào đâu trong tháng này thì nên dừng lại, chờ thời gian sau. Tháng 5 năm 2025 âm lịch, tháng Nhâm Ngọ, lưu niên mộc dục nhập mệnh lại thêm tam hợp dẫn lối nên tháng này tình cảm gia đình. Gia đạo của Bính Tuất 1946 năm mạng rất tốt. Bản mệnh vui vầy bên con cháu mà không bị những mâu thuẫn, xung đột gây phiền nhiễu. Các mối quan hệ họ hàng, làng xóm, bạn bè đều hài hòa tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng không thể tránh được những thời điểm bị ảnh hưởng của tâm lý tuổi già nên sinh buồn tủi, cảm thấy không ai hiểu mình, rất cần có người bên cạnh sẻ chia kịp thời. Nhất là với những người không còn bạn đời, con cháu cần thường xuyên quan tâm và hỏi han, có thể khuyến khích bản mệnh ra ngoài gặp gỡ bạn bè đồng niên để có người bầu bạn, sẻ chia. Tinh thần sẽ phấn chấn hơn. Đại hao xuất hiện trong tháng dự báo bản mệnh sẽ phải chi tiêu một khoản tiền rất lớn cho bản thân. Tháng 6 năm 2025 âm lịch, tháng Quý Mùi, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm quan đới đem đến tin vui về tài chính cho năm mạng Bính Tuất. Các khoản lương hưu, phúc lợi duy trì ở mức ổn định. Nhưng sự xuất hiện của tang môn trong mệnh báo hiệu tháng này tình hình sức khỏe của gia chủ không được tốt. Tuổi đã cao nên sức khỏe suy giảm là điều hiển nhiên. Nhưng nếu quý vị không chú ý thì có thể xảy ra những chuyện đáng tiếc. Ngoài việc sinh hoạt điều độ, ăn uống đủ chất, bạn cũng nên thăm khám định kỳ, chớ nên chủ quan. Ngoài ra, trong gia quyến có thể có tin buồn về việc người thân mất trong tháng này. Các gia chủ tuổi Bính Tuất trong thời gian này sẽ cần phải sử dụng vòng cổ minh quang pháp bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất,
được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chắt lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đem theo vật phẩm này bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Tháng 7 năm 2025 âm lịch lưu niên Lâm Lâm quan cho thấy tháng này bản mệnh tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lại thêm sự tương trợ của hỷ thần và thiếu âm nên sự tích cực càng được củng cố. Gia đạo êm ấm, ít xung khắc. Các thế hệ trong gia đình có sự đoàn kết, đỡ đần lẫn nhau, giúp bản mệnh có thể yên tâm. Nam mạng Bính Tuất cũng nên chia sẻ, tâm sự hơn với con cháu. Bạn bè tuổi già để cuộc sống thêm nhiều niềm vui. Tháng 8 năm 2025 âm lịch, tháng Bính Tuất, vận trình tháng 8 âm lịch này của tuổi Bính Tuất 1946 nam mạng có lệnh Lâm Đế Vượng. Dự báo sức khỏe của bản mệnh trong tháng này khá tốt, không xuất hiện dấu hiệu bệnh tật nghiêm trọng nào. Nhưng do đã có tuổi nên cũng không nên chủ quan. Quý vị hãy chú ý đến những thay đổi dù là nhỏ nhất của cơ thể, nếu cảm thấy cơ thể không ổn phải đi khám chữa ngay. Phi liêm và quan phù chủ về pháp luật. Kiện cáo xuất hiện trong mệnh tháng này đem đến lời cảnh báo tới Bính Tuất nam mạng. Làm việc liên quan đến pháp luật, giấy tờ hãy hết sức cẩn thận. Tháng 9 năm 2025 âm lịch, tháng Bính Tuất, lưu niên nhập mệnh Lâm suy lại thêm từ phù cản trở báo hiệu tháng này bản mệnh sẽ gặp những vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần bởi chứng nghĩ nhiều gây ra. Bản mệnh thường xuyên thấy mình bất lực, chán nản, mệt mỏi, tự dằn vặt mình. Có lẽ là do suy nghĩ bị lãng quên, bỏ rơi. Đây cũng là một trạng thái tâm lý thường gặp ở những người có độ tuổi như quý vị. Để cải thiện điều này, con cháu trong nhà hãy luôn lắng nghe, thấu hiểu để có thể xua tan đi những nỗi lo bị bỏ rơi của cha mẹ. Hãy tạo không khí gần gũi và hỏi han ý kiến để cha mẹ không cảm thấy mình trở thành người thừa trong gia đình. Tháng 10 năm 2025 âm lịch, tháng Đinh Hợi, dưới tác động của nguyệt lệnh Lâm bệnh lại thêm tuế phá hung tinh xuất hiện. Tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Tuất nam mạng không mấy quá khả quan. Điềm báo tử vi cho thấy sức khỏe của bản mệnh bị ảnh hưởng nhiều bởi những yếu tố ngoại cảnh tác động. Bệnh cũ dễ tái phát. Những triệu chứng suy nhược, kém ăn, kém ngủ có thể sẽ diễn ra rất thường xuyên. Để cải thiện điều này, quý vị hãy gạt bỏ những lo toan cuộc sống qua một bên để yên tâm hưởng tuổi già. Tập trung điều dưỡng sức khỏe, nâng cao thể chất. Tháng 11 năm 2025 âm lịch, tháng Mậu Tý, tình hình sức khỏe tuổi Bính Tuất nam mạng vốn có thể duy trì ở mức ổn định nhưng việc có lưu niên Lâm Tử tác động khiến thể trạng sa sút rất bất ngờ. Quý vị đã bước sang tuổi 80, độ tuổi héo của cuộc đời. Sức khỏe đã đến lúc suy giảm, nhưng dù thế nào bản mệnh cũng cần quan tâm đến sức khỏe của mình, chỉ nên làm những việc vừa sức. Không nên cố gắng quá sức kẻo gây ra ảnh hưởng xấu với sức khỏe. Dù gặp vấn đề gì trong cuộc sống cũng không nên suy nghĩ, lo lắng quá nhiều, tác động không tốt đến thần kinh. Hãy nghĩ thoáng hơn và luôn giữ một tinh thần lạc quan. Tiểu hao cũng mang đến nhiều rắc rối về tài chính cho Bính Tuất trong tháng này, bệnh tật cũng tốn một khoản khá nhiều cho việc chữa trị. Nhưng tất cả những khó khăn đó đều sẽ qua bởi có Long Đức xuất hiện. Cát tinh này đem đến cho Bính Tuất nam mạng tinh thần lạc quan, phấn chấn để giải quyết những khúc mắc hiện tại. Tháng 12 năm 2025 âm lịch lưu niên nhập mệnh Lâm Mộ, lại có Bạch Hổ hung tinh cản trở Bính Tuất nam mạng dễ vướng phải họa huyết quang. Vì thế mà bản mệnh cần phải cực kỳ quan tâm đến phương diện sức khỏe.
hãy luôn cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi đi lại để tránh những sự cố không đáng có. Việc vận động theo độ tuổi cũng cần lắng nghe sức khỏe của mình, chớ tập luyện quá nặng kẻo phản tác dụng. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, bạn cũng cần lập tức khám chữa ngay. Không nên giấu bệnh hoặc cố gắng chịu đựng, khiến bệnh ngày càng trở nặng.